Đây là sáng kiến của nhóm sinh viên thuộc câu lạc bộ phòng chống rác thải nhựa của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ với mô hình mang tên Thùng rác thông minh. Được biết, đây là thành quả của 4 bạn sinh viên khóa 6 gồm Nguyễn Xuân Vinh, Lê Vũ Luân, Võ Khánh Luân và Đặng Hoàng Sơn. Nói về nguyên lý hoạt động của chiếc máy này, bạn Sơn, thành viên của nhóm cho biết, khi có tín hiệu từ vật cản bên ngoài thông qua hệ thống cảm biến sẽ truyền tín hiệu vào bên trong mạch xử lý. Mạch xử lý nhận tín hiệu sẽ xử lý thông tin và truyền về hai nguồn dữ liệu khác nhau gồm mạch MP3 phát ra âm thanh và mạch điều khiển server để đóng mở nắp thùng rác. Nói thì dễ nhưng để hoàn thiện được mô hình như hiện tại, nhóm của Sơn đã mất khoảng 1 tuần liền để viết cọc lập trình tự động cho các chức năng trên. Bên cạnh đó, các thành viên còn phải lựa chọn các nguyên vật liệu để sáng chế và đặc biệt khâu khó nhất chính là phần viết cọt cho mô hình này. Việc đầu tiên là chúng ta phải tìm cái nguồn vật liệu để làm cái thùng rác. Cái thứ hai là chúng ta khó nhất là việc cái phần code để thực hiện lên cái các cử động cử chỉ của cái thùng rác như là thu thập thông tin dữ liệu, xử lý và cả những cái phát tiến trong cái thùng rác này. Kể từ khi ra mắt mô hình thùng rác thông minh từ tháng 3 năm 2019 đến nay, mô hình của nhóm nhận về sự quan tâm và hứng thú của đông đảo sinh viên, giảng viên thậm chí là người ngoài khi ghé vào trường cũng đều rất tò mò về sản phẩm trí tuệ này. Anh Nguyễn Hoàng Viện, bí thư đoàn trường cho biết, để đảm bảo thùng rác được hoạt động hiệu quả, trường có thành lập đội bảo trì, đồng thời thu hoạch những chai nhựa để gây quỹ dùng cho những kế hoạch khác. Đoàn trường cũng nhận được rất là nhiều cái lời mời nhờ hỗ trợ của các đơn vị đoàn kết nghĩa trong địa bàn thành phố. Các đơn vị cũng mong muốn là đoàn trường hỗ trợ thiết kế và lắp đặt các cái mô hình tương tự như là thùng rác tại trường để góp phần tuyên truyền tại đơn vị bạn. Không chỉ vận dụng kiến thức trên ghế nhà trường, sáng chế thùng rác biết nói của nhóm sinh viên này đã giúp mọi người có ý thức hơn trong việc phân loại rác thải, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng nhựa một lần của mọi người.